Hello Nam, hôm nay mình lại tiếp tục lên sóng các sản phẩm khuyến mãi thanh lý tồn kho gì các kiểu ha. Ngoài ra đó cũng có những sản phẩm bán bình thường. Thì mấy anh em biết rồi đó, bán đồ nghề mà nó có những cái sản phẩm ở tồn kho nó cũng nhiều lắm. Bên mình sẽ có những cái chương trình gọi là thanh lý từ từ ha. Ví dụ như mỗi ngày một chút nha mấy anh em, chứ gom cục lên nó mệt lắm. Nha, thì anh em mình coi cái sản phẩm nào nó phù hợp thì mình mua. Thì trong chương trình hôm nay anh em thì cái sản phẩm này mấy nay bán rất là nhiều luôn nè. À, đây là cái hộp đựng ốc vít của Waffle, hộp này cái size size vừa nè anh em. À, cái size này có 123 ngàn thôi, quá trời rẻ luôn. Cái size này nó là 13,5 inch ha, chiều dài anh em là 345, chiều rộng là 280 và chiều cao nó là 70. Trong đây nó sẽ có những cái hộp này nè, à, 4 cái hộp lớn, 4 cái hộp vừa và 4 cái hộp nhỏ. Đấy, trong đây nó có tới 12 cái hộp ha. Anh em muốn đựng ốc vít, đựng cái gì đó anh em muốn đựng. Hộp này đang bán cực kỳ nhiều luôn nha. Đó, bán cực kỳ nhiều luôn. Anh em phải mua tranh thủ à. Lúc trước Waffle nó có hộp size lớn nó 147 ngàn, hộp nó cháy hàng rồi mấy anh em. Hộp đó hiện tại giờ hết hàng rồi. Giờ qua bán mấy dòng này ha. Rồi, giá chỉ có 123 ngàn thôi. Anh em đựng ốc vít, đựng linh kiện điện tử ha. Đựng cái gì cũng được, đựng đồ chơi cũng được. Hai mỗi lần đậy nắp lại là trên đây nó sẽ có cái rãnh nè. Nó ăn khớp vô luôn, nó không có bị trộn đồ vô ha. Đây, khóa bóp lại. Tay cầm cứng cáp anh em ơi, rất là cứng cáp luôn. Hàng của Waffle công nhận nó làm đẹp và rẻ thiệt. Hồi sáng này mình mới lên cho anh em về cái video về những cái sản phẩm của Waffle đó. Phải nói là nó đẹp và nó rẻ anh em ha. Nó đồ nghề bây giờ á, mình xài với Waffle là anh em xài gia đình là tuyệt vời luôn, không cần phải cao cấp làm gì anh em ha. Nói chung là vừa đủ túi tiền để mà xài đó. Rồi. Phía dưới đây ha, đó, có những cái ô, miếng nhựa là để nó không có bị xẹp cái này nữa anh em. Nó làm đẹp cực kỳ luôn. Và giá có 123 ngàn thôi. Rồi mình qua cái hộp của Waffle nha, hôm nay nhắc cái hộp này thôi. À, hộp đó thì bán nhiều. Rồi kế tiếp chương trình gì hôm nay? Hôm nay thì cũng có nhiều chương trình nha. Đây, thanh lý cái này cho anh em nè. Mình soạn mới trên bàn đó. Cái này mình có một con nhất nè, đây là một cái đèn laser hai tia màu xanh của Inco. Giá bình thường là 756 ngàn đó. Đây anh em. Nó còn mới tinh luôn nha, đây nè rất là mới luôn ha, đẹp. Cái dòng này nó là hai tia nha, hai tia và hai bóng. Nhiều cái đèn laser nó chỉ có một bóng thôi, một bóng mà chiếu dấu cộng thì nó sẽ không góc không có rộng bằng cái hai tia đâu. Hai bóng, một bóng nó chiếu đường ngang, một bóng chiếu đường đứng. À, nó sử dụng là ba viên pin nha. Cái dòng này anh em có thể treo tường được nha, ịnh vô nó không có chân đâu, này không có chân nha, ịnh thẳng vô tường luôn, có 500 ịnh thẳng vô 500 luôn nha, nó không có chừng gì hết á. À, rồi anh em sẽ bỏ nó vô này, lưu ý cái này nè, à, coi chừng nó bị lộn cái này nè ha. Mình bỏ nó vô, anh em để ý cái nắp ở trên nè, trừ trừ cộng ha, trừ nghĩa là mình đưa cái dấu trừ nó lên nè, trừ đưa dấu trừ lên nè ha, trừ trừ nè, dấu cộng nè, đúng chưa? Rồi gài lại nha. Ô quên, này tia đỏ chứ anh em, lộn phải tia xanh rồi, giới thiệu lộn luôn. Rồi đây hai tia màu đỏ nha, hai tia màu đỏ đấy, hai tia đỏ của Inco. Ok ha, đó, nghiêng thì cảnh báo thôi anh em ơi, nha, nghiêng thì nó báo thôi. À, rồi ở trên đây thì nó sẽ có chức năng này là gì đây? À, tăng nè, giảm nè, tăng nè, rồi bấm cái nè, à, một tia nè, hai tia nè, ba tia nè, rồi, rồi nghiêng được ha, khóa tia được anh em ơi, nha, chức năng khóa tia được luôn. Lưu ý tia đỏ nha. Mình tưởng nó tia xanh đó. Rồi có chức năng khóa tia ha, rồi chỉnh này đủ ha, rồi bấm cái lâu, bấm cái là nó bấm lâu cái là nó tắt chức năng khóa tia đi, rồi là chức năng cân bằng. Rồi vậy thôi, hàng mới tinh luôn anh em, hàng mới rất là đẹp luôn. Hai tia màu đỏ, tia màu đỏ mới giá này, với tia xanh thì đó đâu giá này ha. Hàng còn kích hoạt bảo hành nha, mới tinh luôn đấy. Thì giờ pin mình lắp sẵn đây rồi, giờ thanh lý cho anh em với một cái giá cực kỳ tốt, 490 ngàn nha anh em, 490 ngàn cho con này. À, 490 ngàn mấy anh em ơi, hai tia màu đỏ nha, tuyệt vời. 490, số lượng có một con thôi. Rồi thanh lý ha, thanh lý hàng của Inco nha, hộp nó hơi xấu chút xíu này, bình thường là 756 ngàn. À, bớt cho anh em là hơi bị nhiều luôn, 490 ngàn nha. Rồi, số lượng một cái, nói chung hàng Inco thì mình thanh lý cho nó hết rồi đi mấy anh em ha. Tại cũng đâu có về nữa đâu. Rồi mình qua.
Rồi một chương trình kế tiếp nữa là anh em nào mà mua cái máy cắt đá của hãng Toto hoặc Desa thì bên cửa hàng mình sẽ tặng cho anh em một cái đế nha. Cái đế này là dùng để lip cạnh anh em. Đế này thì anh em gắn vô cái máy này là phù hợp nhất. Máy Desa cũng được mà cũng tùy loại nha. Bên cửa hàng mình cũng có chọn có loại gắn vô cái đế này xài được. Cái đế này thì anh em gắn vô máy cắt đá để anh em lip cạnh cực kỳ ngon. Đó, cái đế này bình thường bán giá 180 anh em, nhưng mà mấy hôm nay thì anh em biết mấy cái đế mà nó về máy mài thì có rồi nên thôi dòng này mình sẽ sale. Đó, thì anh em nào mua cái máy cắt đá của Toto, máy cắt đá Toto hiện tại bây giờ giá mới là 960.000 nha mấy anh em. Con này mình còn toàn một con nè, anh em nào mua giá này là 820 nha, một con duy nhất. Gọi anh em nào mua giá mới là 960 nha, anh lưu ý cho mình nha. Đây. Rất khỏe luôn. Rồi. Với giá tiền á, anh em mua á, là được tặng thêm một cái đế nha, cái đế gắn vô cái máy mài. Ủa anh gắn vô cái lộn. Gắn vô máy cắt đá này nè. Để anh em clip cạnh. Đây. Đây cái đế này gắn clip cạnh nha. À, mới tin luôn. Bất kể nha, anh em cứ mua một cái máy cắt đá thôi, của bên mình có bán máy cắt đá mình có bán hai loại thôi, của Toto và của Desa thì đều được tặng một cái đế này nha. Cái đế này nè anh em. Đó thì anh em cái chương trình này thì nó không có thể giới hạn thời gian mà nó phụ thuộc vào cái số lượng của cái đế này nha. Rồi 960.000 tặng một cái đế. Anh em nào mua con này thì giá 820 tặng cái đế, số lượng có một con thôi. À, này giá cũ nè. Ok anh em ha. Rồi tặng một cái đế nha, chương trình hấp dẫn. Rồi kế tiếp đây, bộ này anh em nào mà cái bộ này là hơi tiếc luôn. Đây là một cái bộ cờ lê của Inco, bộ này hơi bị mắc tiền. Không, chương trình này nó rẻ lắm. Đây là một bộ cờ lê miệng miệng anh em ha. Đây cờ lê miệng miệng nha, chạy dài từ các số nè 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 20 và 22, không có 21 nha. Ủa quên 20 22, quên lộn rồi, tôi qua 21 23. À nó chạy dài vậy đó mấy anh em, lộn. À, 24 27 25 28 và 30 32, còn có 21 mà nằm 21 23. Một cái bộ này thì bây giờ bên cửa hàng mình sẽ sale cho anh em xuống mức giá cực kỳ tốt luôn nha. Chỉ có 300.000 một bộ này thôi. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 cây. 12 cây mà giá có 300.000 thôi. Tính là một cây nó có đâu đó khoảng hai mấy ngàn thôi mấy anh em. Hai bao bì thì nó hơi bụi bụi xíu nha. Hơi bụi bụi xíu. Dính gì nè. Đó, hơi bụi bụi xíu thôi hai mấy anh em ha. Đó, một bộ duy nhất nha. Chỉ có 300.000 bộ này thôi. Anh em nào mua thì hốt bộ này ha. Thực ra những cái miệng miệng này nó cũng lợi hại lắm nha, nó đựng cái đủ số, số nào cũng có hết. À, số nào nó cũng có hết mấy nè. Rồi 300k một bộ, có một bộ duy nhất thôi mấy anh em ơi. 300k nha, số lượng chỉ có một bộ thôi nha. Rồi mình qua sản phẩm kế tiếp. Rồi đây là cái đèn này thì không có khuyến mãi ha, đèn của Hukan. À, cái đèn này 90W mấy anh em, cực kỳ sáng luôn. Phải nói cái đèn này nó sáng rực luôn. Anh em nào mà ở xa gia đình rồi đó mà cần mua cái đèn đó thì mua cái này ha, xài chân pin phổ thông Makita nha. Đó, anh em muốn đó, trời ơi nó sáng, nó vừa chiếu xa, cái này nó vừa chiếu góc rộng vừa chiếu góc xa nữa mấy anh em. Đèn này nè có hai cổng sạc USB phía sau nha, anh em sạc USB được. Cổng sạc USB thì ở đây là nó ở đây nó không có ghi bao nhiêu ha, cổng sạc chắc là 1 ampere quá. Ok anh em ha, nó có hai cổng sạc USB nha. Rồi đèn thì nó sẽ có nè, rất là nhiều luôn. Cái bóng này nó lên tới là 90W 84 bóng led nha, 90W 84 bóng led anh em ha. Có những cái góc ở đây là chiếu xa nè, góc này chiếu rộng nè. Đó những cái đèn á, vừa chiếu xa vừa chiếu rộng luôn, anh em làm việc tuyệt vời luôn. Giá 330.000 cho cái đèn này nha anh em ha, 330.000 cho cái đèn này. Ok ha, đó dành cho những anh em nào mà chúng ta ở nhà cúp điện á anh em. Nó không có chức năng giảm đâu nha, quất vô phát là sáng rực thôi. Ở nhà cúp điện nè, hoặc là anh em đi rừng, đi cắm trại, đi picnic, đi chơi ha. Nói chung là công việc nào chúng ta đi mà ban đêm rồi đó thì bỏ thêm cái đèn này trong cái ba lô nha, bỏ thêm cục pin nữa để em đi ta xài nha. Rồi 330.000 cho cái đèn này mấy anh em ơi. Kế tiếp nhỏ hơn xíu thì anh em có thể mua cái đèn này,
Đèn này nó là 48 led và 70W. Đèn này giá là 297.000. Trên lệch nhau chút xíu thôi. Đấy. Cũng chiếu size có rộng y chang vậy luôn ha. Cũng có hai cổng sạc USB bên không. Đó, ngon lành anh em ơi. Đó, rất là sáng luôn. Nha, cực kỳ sáng. 297.000 cho cái đèn này. Đấy, anh em nào mà cần những cái đèn á thì mình liên hệ ha. Hiện tại mấy cái đèn Huka nó hết hàng nhiều lắm. Nói chung mấy mẫu đèn này Huka nó nhiều lắm nhưng mà nó hết hàng rồi. Đó, hiện tại mấy cái hàng mình còn mấy cái mẫu này ha. Thì anh em đang có nhu cầu thì liên hệ. 297.000 cho mẫu này nha. Mẫu này còn 2 cái. Còn cái mẫu 330 thì còn 5 cái ha. Rồi, qua mẫu này. Rồi, kế tiếp. Đây. Hôm nay anh em hỏi cái quạt USB có khuyến mãi không thì bây giờ mình lên cái chương trình này nha. Đây là cái quạt USB loại xịn nha. Hôm trước mình có sale cái chương trình quạt USB giá 90.000 á, hiện hết hàng rồi. Hôm nay sẽ có cái quạt này. Quạt này loại xịn anh em ha. Nó có hai nút bấm ở đây nè. Nút bấm nó tương ứng với hai cái quạt, cánh quạt này cũng quạt lớn nè. Dùng cái cổng sạc USB. Đó, cổng này để chi anh em biết không? Đi đâu cũng được, đi chơi đâu có cái cục sạc dự phòng. Quất vô cái là xài thôi. Đó, quất lên nè. Ha, 1, số 2, số 3 tắt ha, thế này. Số 1, số 2, số 3 tắt. Ha, đó. Thì chúng ta sẽ có thể anh em thấy rồi bật một cái, hai cái ha, song song. Ok ha, đó là cái cục sạc USB đó mấy anh. Ở nhà cúp điện cho em đó, quất cái này lên. Cái đó là gì? Quay các kiểu luôn, quay các hướng luôn nha. Đây, quay qua đây nè. Rồi quay lên nè, quay lên nè, quay lên nè. Đưa lên rồi xuống nè ha. Đưa qua đưa lại nè. Anh em muốn quay kiểu gì nó quay. Ok. Ủa đẹp này, nó lợi hại dữ lắm nha. Ở đây thì có hai cái này để chúng ta dán vô. Anh em dán vô ha. Thì cái này nằm đằng trước. Này thì mình có thể mình gắn trên xe hơi đều được nha. Gắn xe hơi đều được. Gắn hơi thì gắn kiểu này. Quay qua đây. Rồi quay cái này lên. Đó. Nha. Đó, anh em quay cái này. Nha, gắn xe hơi bấm gì này đây. Hoặc là cho nó quay qua đây. Đó, quay qua đây thì quay qua đây. Anh em muốn quay cái nào quay ha. Nó sẽ quay góc này nè. Đó, tới đây thôi nha. Quay lại chứ không có vòng tròn được. Đó. Ok. Rồi, với giá tiền bao nhiêu tiền đây? Cái này thì giá mới là 185.000. Trong cái chương trình hôm nay mình sẽ sale xuống em nha. Sale xuống em 155.000. Ok. 155.000 nha. Đấy. Này thì còn khoảng mười mấy cái anh em. Rồi sale ha, 155k. Đó, anh em nào đang có nhu cầu về đèn này thì liên hệ nha. Quạt chứ nha, quạt. Rồi, kế tiếp nữa mấy anh em ơi, đây. Bây giờ cái này còn hai cái. Hôm trước là 490 đúng không? Bây giờ xem một phát đậm sâu luôn nè mấy anh em. Đây là cái cây thước dây 30m của Kadett. Thương hiệu của Nhật mấy anh em. Giá bây giờ sale hả, đậm sâu luôn, còn có hai con thôi à. Anh em nào quên. Hướng nào ta? Hướng này. Nha. Còn có hai con thôi à. Đây ha. À, mới tin luôn nha, chưa có xài. Cái tay này thì nó hơi cày cày nè, do để trong hộp á ha. Rồi. Dây là bằng dây sợi thủy tinh nha mấy anh. Đây. Dây sợi thủy tinh chứ không phải dây thép. Cái thước này có hai loại, loại dây thép và sợi thủy tinh. Nhiều lúc anh em không thích sợi thép, dây thép anh để lâu nó bị oxy hóa đúng không? Thì thích cái sợi thủy tinh. Đấy, 30m nha, hàng của thằng KDS nha. Rồi, quan trọng là bây giờ giá bao nhiêu nè. Tuyệt vời luôn. Bây giờ sale xuống em còn là 320.000. Số lượng có 2 cái nha mấy anh em. Số lượng có 2 cái. 320k. Giảm đậm sâu luôn anh em ơi, giảm dưới cái giá nhập luôn. Rồi ok nha, số lượng có 2 con. Đó, anh em nào đang có nhu cầu thì liên hệ ha. Đó, hôm trước thì sale hơi bị đậm rồi, nay sale đậm luôn. Rồi, tiếp tục cái chương trình ngày hôm nay. À đây. Đây. Con này thanh lý giờ mới. À, con này mấy anh em ơi. Đây là cái máy cưa đĩa dùng pin của ông Wacko. Con này còn có một con duy nhất thôi mà trong quá trình mà công ty giao qua mình á, nó bị bể cái đuôi chút xíu. Anh em nào mà muốn chế cháo hay là muốn về làm gì đó thì mình có thể mua con này thanh lý, được cái giá nó rẻ. Một máy một pin một sạc, bình thường hôm trước mình bán cho anh em á, một máy một pin 2A một sạc thì giá là 650 đúng không? Nhưng cái con này thứ nhất á là nó bị bể một chút xíu một cái góc. Thứ hai nữa đó là pin chỉ 1.5 thôi. Nên mình sẽ để cho anh em với mức giá cực kỳ tốt luôn nha. Hôm trước là 650 đúng không? Hôm nay thì chỉ còn có nguyên một cái máy này luôn thôi, thanh lý cho anh em ha. 450 thôi. 450 thôi nha.
lý do 4,5 là nó có lý do anh em, nó bị bể chứ không tự nhiên nó nguyên bán 6,5. Con này khách hàng hỏi hoài mà. Mà tại vì hôm nay thì nhất là pin nó chỉ 1,5 thôi, pin 2A hết rồi đó, như là con này nó bị bể nè đó, hộp nó xấu rồi tùm lum hết mấy anh em ơi. Đây chứ máy thì máy còn mới tinh nè, đây máy mới tinh, bể chỗ này nè mấy anh, số đuôi nè đó, cái nắp này, cái nắp này không có hàng thay. Anh em nào không máy thì cứ để về mình quất luôn ha, về nhà mình chơi nha đó, còn pin thì gắn vô mình xài thôi, con lành ha. Về căn bản á, thì cái này nó chỉ bị cấn này thôi nha, về cấn thôi, với viên pin 1,5 thôi, chứ bình thường của nó là 6,5 là pin 2A và nó còn nguyên ha. Thì thôi mình bớt cho anh em tới 200,000 luôn, còn 4,5 nha. Số lượng có một cái duy nhất, tại vì nó hết hàng rồi, một con duy nhất thôi. Mấy chương trình này thì anh em biết nha, không có bảo hành hết á, mua thì ok mình mua thôi nha. Có lục giác đầu gắn đầy đủ nè ha, có nâng hạ lưỡi đầy đủ luôn, không có thiếu gì hết đó. Anh em nào mà mua về chế cháo thì mình mua nghiêng mâm đầy đủ ha, bị cái nắp này nè gãy bể nè nha, thì mua về mình chế đó, mình chế ha anh em ha. Ít xài thì mình nghĩ cái này cũng không có quan tâm anh em ơi, thực ra thì cái này nó cũng có lỗ nè, thì mình cứ để gì mình cắt thôi nha. Thì anh em nào muốn chế gì mình chế, ok chưa, kèm theo cái lưỡi luôn. Rồi thanh lý 450,000, thùng nó xấu lắm mà nha, một con duy nhất, con này là cái con cuối cùng á, chứ mấy hôm trước là anh em mua toàn là đồ mới đồ ấy không à nè, thùng nó xấu ơi là xấu luôn, đầy đủ đồ luôn ha. Có cái bát nè, bát này để bắt vô để hút bụi á. Rồi hai con ốc của bát có luôn nè, một viên pin nè, một cục sạc nè. À, cục pin anh em mua 0,5 rồi, ok thôi, con cuối cùng ha, thanh lý cho nó vui vẻ. 450k, số lượng có một con nha, lưu ý bị bể gốc nha, một con duy nhất. Rồi sản phẩm kế tiếp, đây là con khoan Covid này, cũng có một con luôn, dòng này thì đầu kẹp 10 ly mấy anh em. Con này thì những anh em nào chuyên khoan gạch nhôm kính rồi đó thì ok quất con này. Đây ok ha. Rồi đầu kẹp 10 ly, có điều tốc tại cò. Đây, công suất con này là 450W. Rồi thanh lý con này 250,000, một con duy nhất, 250k mấy anh em ơi, một con duy nhất ha. Đó, anh em nào mua thì ok, ngày xưa theo á là 290, đấy bây giờ một con duy nhất nè, 250k nha. Rồi ok, kế tiếp nữa, đây hộp cái con Freeman, con này thì con máy laser này cực kỳ rẻ luôn. Nhắc lại mấy anh em nha, máy cân bằng laser Freeman 5 tia màu xanh, giá chỉ có 640,000 thôi, nhưng anh em được tặng thêm một cái kìm đây. À, đây này, cái kìm nè, kìm cắt trợ lực của xéo có bơ nha, kìm này chỉ giá là 95,000 đấy nha. Kìm cắt này ngon lắm anh em ơi, cắt hàng rào bấy mưa bù bập luôn, ok chưa. Rồi thì 640,000, 5 tia xanh không có chân, tặng một cái kìm đó, một bộ nè, 640, ok nha. Đó. Rồi máy laser này gồm gì đây, cái máy này còn 24 còn 6 con nha, bán hết 6 con rồi, tại lô tới 12 con. Đây anh em, một máy một pin, một sạc một pin này ha, bật lên đấy, 5 tia màu xanh mà giá có 640 anh em ơi, nó sáng ngời ngợi luôn ha, đấy nó sáng cực kỳ luôn. Đây nè, tia ngang nè đó, 5 tia xanh hết luôn, ok ha, 5 tia màu xanh sáng rực luôn, dành cho anh em đi ốp lát đi công trình này nọ ha. Rồi với giá tiền chỉ có 640 thôi, tặng một cái kìm, chương trình rất là hấp dẫn luôn mấy anh em ha, cực kỳ hấp dẫn luôn. Đó, anh em đang có nhu cầu về máy này thì liên hệ nha. Đấy, Freeman hàng công ty cũng bảo hành anh em là 6 tháng nha. Ừ, thì tiền nào của đó thôi, tất nhiên là cái hộp nhựa nó không đẹp bằng những con xịn hơn ví dụ vậy, nhưng mà về căn bản là cái số tiền mình bỏ ra là nó hợp lý anh em ha, hợp lý với cái sản phẩm mình nhận lại nha. Đó, tất nhiên là những cái máy mà anh em mua ví dụ như kiểu mấy 2 triệu thì nó tất nhiên nó sẽ xịn hơn rồi, thì đó khỏi không cho cãi ha.
mà đối với gia đình chúng ta làm cái đít anh em cũng muôn cái để xài, cân này nó nọ được ha. Rồi 640.000 cho cái máy này nha, tặng một cái kìm đây. Đây cái kìm đây mấy anh em, kìm này mấy hôm nay cửa hàng mình bán nhiều lắm, giá chỉ có 95.000 cây thôi nha. Đó kìm có CF copper, cái kìm này anh em là nó nhẹ hơn 30%, nghĩa là thiết kế cái kìm này nó nhẹ hơn 30%, nó trợ lực cho anh em từ 50 đến 60% nha. Đây nè, trợ lực cho anh em ha, từ 50 đến 60%, nghĩa là chúng ta chỉ cần một cái khoảng lực từ 40-50% thôi là nó đã đứt rồi. Cái này mình đã có làm một cái video review riêng luôn ha, cắt rất là nhẹ nhàng luôn mấy anh em nha, cực kỳ ngon. Rồi 95.000 một cái kìm này ha, số lượng còn có khoảng trăm mấy cây đó mấy anh. Để cái kìm này hôm trước anh em biết sao mà có giá này không, mình lấy một cái đơn hàng tới 770 cây lia kho của nhà nhập khẩu nha. Cái sản phẩm này là lia kho của nhà nhập khẩu thì mới còn tới giờ này, chứ hết là giờ cũng không còn nữa mà. Nó thật sự cái kìm này hết là anh em không có mua ai được hết á, tại cái ông sẽ có bơ và ông không có về nữa. À, cái kìm này là ông không có về nữa, mà hiện tại giờ trên thị trường những kìm giống như vậy thì là không có, hoặc là nó mắc hơn nha, hoặc là nó mắc hơn mấy anh em. Những cái kìm này để coi ông nào có không ta. Đó đó, hiện tại thì giờ mình có trong này mình nói cho anh em vậy ha, là nó hết là không có về nữa đâu mấy anh em ơi. Rồi 95.000 cái ha. Rồi mình tiếp tục, đây là cái dòng sản phẩm mà cũng đang clear kho từ hồi mấy hôm nay nha, chỉ có 750.000 một cái thôi. Đây là dòng máy mài mũi khoan Osuto, chuyên mài mũi khoan luôn nha mấy anh em, hàng nội địa của Úc, sản xuất tại Trung Quốc đấy. Hàng này thì 95W, anh em muốn mài mũi gì thì anh em đưa vô anh em mài thôi nha, từ mũi 3 ly cho đến 12 ly, 3, 3 rưỡi, 4, 4 rưỡi, chạy dài cho đến 11 rưỡi, 12 ly. Cái dòng này thì nó hơi ồn nha, đối với những dòng này thì nó không có im đâu nha mấy anh em, không im, ồn nè đấy. Cái tiếng nó như vậy đó bởi vì nó cái motor nó qua cái nhông lên cái đá để nó giảm tốc đá lại, mài thì nó không có thể quay nhanh được nha, nó quay chậm đó, giảm tốc đá lại nên nó qua nhông hơi ồn ha. Anh em mài gì anh em đưa vô mài là thôi, ok ha. Đó cái núm chỉnh nè, anh em muốn đưa đá lên thì anh em xoay sang cái vị trí ốp mũi tên ốp nè, đá lên xoay có một đoạn rồi nha anh em, nó không có nhiều đâu nha. Rồi muốn số đá xuống thì xoay qua chữ đào đó, nó chỉ cái hành trình nó chạy lên chạy xuống nó có một đoạn nhỏ thôi. À, anh em xây mà nó cứng rồi thôi, đừng có cố siết nha. Đó, dù xây nè. Rồi cái này là đau nè, hết rồi nè. Rồi xây qua vị trí ốp nè, ốp là đưa cái viên đá đi lên đó. Rồi, hết rồi nè. Nha, nó có hành trình như vậy thôi. Nha, là chúng ta mài thôi mấy anh em ơi. Nha, cái viên đá nó có lò xo nó đẩy lên. Vậy thôi. Giá đang sale này là chỉ có 750.000 thôi mấy anh em, 750.000 nha. Hàng của Osito. Đấy. Tốc độ quay 1350 vòng khúc nha, dòng điện 220, 95W. 750.000 nha. Con này thì hiện tại giờ cũng còn đâu đó vài chục con là nó hết chương trình luôn. À, hiện tại giờ chỉ có bên mình là xả mấy này thôi mấy anh em ơi. À, tại vì cái này mình lấy cái đơn hàng này nó cũng hơi bị nhiều. À, 750.000 nha. Đấy, anh em đang có nhu cầu thì mua một con ha. Anh em cứ tham khảo hết những cái giá của sản phẩm này. Nói chung là thời điểm này là những cái sản phẩm này mình đang ly kho. À, thời điểm này là những cái sản phẩm mình đang ly kho. Nó đang ly kho nên giá rất là rẻ. Hết cái ly kho này là cũng không có còn đâu. Ngày xưa anh em để ý bên cửa hàng mình có những cái đợt mà ly kho nào là máy lọng vòng đó, máy lọng vòng của Osito nè, máy cưa lọng vòng, là máy cưa đĩa, không quên máy cưa bàn anh em của Osito. À, có những thời điểm đó sale rất là rẻ luôn. Anh em biết là những cái hàng đó đợt đó công ty tồn kho này nọ anh em sale cực kỳ rẻ luôn. Thì cái những cái chương trình này cũng vậy ha. Bên mình thì do mình về nhiều nên vẫn còn ở đây nên chạy cho anh em với cái giá rất là rẻ. Chỉ có 750.000 thôi nha của Osito. Rồi ok mình qua nha. Anh em nào mà mua cái máy lọng vòng Osito đó cần mua cái lưỡi lọng vòng mình có luôn nha. Hoặc là mấy miếng đệm cao su của hai cái buli á có luôn. Cái này về rồi. Rồi kế tiếp. Hôm nay cái gì nữa đây? À đây. Con này phải nói là rất là sầu. À rất là buồn luôn anh em. Con này giá mới của nó lên tới gần 4 triệu đồng một con. Giá mang thì chứ. Không bán con nào luôn, để như mấy năm nay rồi để mấy năm nay luôn, bây giờ phải nói là bán mức độ mà nó rẻ thì gọi là kinh thiên động địa luôn đó nè. Bây giờ không có nói về cái mức độ mà lời ở đây, quan trọng là đẩy đi được thôi. Rồi con này đó là một con máy bán đinh tự động,
của DSA dòng động cơ không gió thang, và nó dùng pin là pin 18V, một máy hai viên pin một sạc. Đây là dòng máy bắn vít này, nó bắn bắn đinh là lộn, bắn vít tự động nha, nó sẽ có hai cái mũi vít nè. Đây hai cái mũi vít nè. Rồi nó có một cái dãy dãy vít nè. À, hết thì anh em mua thêm ha. Đây có dãy vít nè. Cắm vô tay anh em bóp vô đưa cạch cạch cạch, nó là dành để cho nó bắn thạch cao đó. Rồi, đựng cái động cơ không gió thang. Nó có cái đầu rồi ha. Đây. Cái máy này nếu mà anh em không xài cái đầu này thì mình có thể mình đưa con này để mình đi bắn vít được luôn. Cái này á thì anh em xài á là biết không? Ấn vô nó mới chạy nha. Bình thường vậy nó không quay đâu nè. Máy chạy cực kỳ êm à, ấn vô anh em ơi. Đó, quay nè. Ấn này vô nè. Đó, ấn vô nó quay nha. Điều tốc tại cò luôn nè. Ok ha. Động cơ không gió thang. Để lâu riết cái tem nó quéo luôn nè mấy anh. Hồi xưa thì thấy cái gì cũng vậy, thấy lạ lạ đem về bán. Không phải cái gì lạ lạ bán cũng được nha. 3 triệu chín mấy đó anh em. Rồi. Ngoài cộng giá giờ nè. Động cơ không gió thang ha. Mấy cái tem này quéo quéo anh em thông cảm nha. Nói chung nó vậy đó. Dòng pin 18V. Rồi. Thanh lý cho anh em luôn nguyên một cái bộ như thế này. Rồi, nguyên cái cụm này anh em đưa vô gài nè. Cụm cái nè là vô luôn. Bắn cái luồng dây lên ha, ấn vô khoát nè. Ấn vô anh em. Anh là cứ vít nó ngay luôn, ấn vô nè là ngay là bắn. Khoan kịch kịch liền ha, bóp vậy nè, ấn vô cái là nó bắn thật cao liền. Rất là lẹ. Rồi. Có đồ chỉnh đinh nữa nè, anh em chỉnh vít nó vô sâu ha. Vít nó âm vô trong nè, vít nó lồi lên nè anh em ha, chỉnh được luôn. À, nguyên cụm này luôn. Ngon cực kỳ luôn anh em ha. Ôi bây giờ giá rẻ quá. Rồi, bây giờ giá thanh lý cho anh em với một cái mức giá giảm hơn 50%, chỉ còn có 1,5 triệu thôi, khoảng 60-70% gì đó, giảm đậm sâu luôn anh em. Hai cái viên pin này anh em biết anh em mua đã là hơn 1 triệu rồi, 500 mấy một viên pin 18V của 2A, pin 18V 2A nó khá là mắc nha, 500 mấy. Ok ha, thanh lý cho anh em 1,5 triệu, à 1,5 triệu nha. Rồi ok. Đó. Một máy hai viên pin một sạc, nội anh em mua hai viên pin với cục sạc này không đủ 1,5 triệu đó. Nói thiệt. Hai viên pin cục sạc anh em thử anh em tìm hiểu coi pin 18V 2A của DSA nhiêu tiền. Cục sạc 18V bao nhiêu tiền. Cục sạc là sạc nhanh nha, sạc 3A luôn, sạc cho pin 2A khoảng có 7 lâu. Ủa quên. 45 phút là đầy. Rồi thanh lý 1,5 triệu anh em ơi. Cái này phải bán đúng nhiều người cần á, còn mình anh em muốn cần là cũng bó tay. Rồi. 1,5 triệu ha, hoặc anh em nào về mua về sưu tầm gì đó, 1,5 triệu. Cái bộ này mình còn tới 3 bộ nữa. Bởi bán hàng có nhiều cái nó cũng vui lắm anh em. Lỗ banh xác luôn. Rồi, kế tiếp. À quên. À, giới thiệu đó thì quên giới thiệu chân pin. Anh em nào mua chân pin 18V á mà muốn chuyển sang cái chân pin Makita anh em xài nè, dùng cái pin 18V đúng không? Anh em gắn vào trong đây. Đây, minh họa anh em thấy ha. Hôm nay mình nói chuyện cũng giảm cái cường độ anh em. Một cái video nói chuyện khoảng nửa tiếng hồi là nó mệt dữ lắm. Đây nè. Pin 18V anh đưa vào nè. À, cái đế là đế đúc nha, đế đúc liền luôn nè. Gắn cái chân pin Makita vào đây. Những cái máy mà xài Makita bỏ đây anh em xài được luôn nha. Một cái đế như vậy giá 160.000. Nó ngộ lắm. Cái đế mà pin 2V rẻ hơn cái 18V. Wow. 18V á là giá 160, mà 20V nó đế chuyển nó có 140. Nó lạ vậy đó. Tại cái giá nhập nó mắc hơn anh em. Rồi, 160.000 cho cái đế chuyển từ pin 18V của DSA sang máy của Makita nha. Rồi, kế tiếp. Đây là cái thùng đang thanh lý ha. 320.000 cho thùng này nè. Thùng này cái size to vật vả luôn của hãng Hukan. Đấy. 320k thôi. To và quả luôn nè. Cái này á, là anh em mà đựng đầy đồ luôn mà xách đi hơi bị nặng. Nếu mà chúng ta để đựng đầy á, thì mình tốt nhất anh em để nhà hay đâu á ha, mình lôi ra lôi vô thì được, xách đi thì ít thôi. Cái thùng này nó lớn như lắm, nó to như lắm anh em. Cái thông số của nó anh em biết gì không? Đây. Dài 55 cm, rộng 38 cm và chiều cao là 140 cm. 55, oh, rất là rộng luôn. Đó là phủ bì nha, lọt lòng thì anh em cho nhỏ tí lại một xíu thôi. Đó. Nó có là hai ổ khóa nè, đây hai nó là 4 nè, đây hai nó là 6 nè. Đó. Giá đang thanh lý thùng này bao nhiêu tiền? 320k nha anh em, 320k cho thùng này. Có qua sách bên đây. Qua sách ở đây. 320k cho thùng nha. Đó. Rồi, kế tiếp. Đây,
hai bộ total. Bộ này là 115 chi tiết nha, mình có một bộ thôi. À, bộ này cũng đang sale cho mấy anh em nè, 790k. Bộ này rẻ quá ta. Đây. Quá trời đồ luôn. Đây anh em. Một con khoan, một bịch vít nè, một cái búa, một con dao, một cái kìm, một hộp vít nằm ở đây nha. Nguyên dàn mũi khoan. Rồi hai cái tua vít, cái bộ này. Đó. Quá trời đồ luôn, cái búa mà giá chỉ có 790.000 thôi. Tính em 750 đi. Nha, 750 đi. Rồi. Máy khoan thì nó công suất nó bao nhiêu đây? Máy khoan là hai chức năng nha, khoan và khoan búa. Đây. Quên rất rồi hả? Báo chiều nè. Máy khoan này công suất là 680W nha, đầu kẹp 13 ly, hai chức năng khoan và khoan búa thôi. Nha. Một hộp đựng đồ có cái thước nè, có thước, có kìm, có mỏ lết. Có thước, có kìm, có mỏ lết đầy đủ luôn anh em ơi, về gia đình chúng ta xài ha. 750.000. Anh em cứ cho cái máy khoan này 500.000 đi, còn phần còn lại phụ kiện là 250, là cũng rất rẻ rồi nha. Đó, 750.000 thôi. Trong đây có hộp băng keo nè. Rồi đây có một hộp mấy cái đầu vít trong đây nè, nhiều lắm anh em ơi. Mua đồ thì nó nhiều lúc chứ chúng ta mua thì nó lắc nhắc thì nó mắc, mà mua bộ thì nó lại rẻ. À, gia đình mà. Đấy. Hàng này cũng mới tin luôn mấy anh em. Rồi, 750k nha. Giá mới con này nó lên tới là gần kênh triệu đúng không anh? Trên 1 triệu con này. 750k. Giá mới giờ nó mắc tiền lắm. Con này thì mình cũng sale ha, là sale. Một con nhất anh em ha. Đó, 750k nè, một con nhất thôi. Rồi mình qua ha. Kế tiếp, một cái bộ 101 chi tiết. Bộ này nó lại khác bộ nãy. Bộ này nó mắc tiền hơn. 1.166.000. Đấy, bộ này nó khác bộ nãy chút xíu. Hồi xưa mình về sao mà nó lại giống nha, không hiểu. Đây nè. Bộ này thì nó sẽ khác bộ hồi nãy chút xíu. Cái máy khoan nó cũng khác nè. Nó cũng trang bị một cái thước, một cái lết, một cái búa, một cái kìm, mấy cái đầu khẩu, rồi mấy mũi khoan, mấy cái tu vít. Nó hợp, cũng hợp vít, cũng có thước luôn. Nhưng bộ này thì nó sẽ khác bộ nãy chút xíu về cái con khoan. Hai bộ này khác xíu về khoan thôi anh em ơi. Có thêm một cái hộp này nữa, thêm một cái đầu khẩu này nữa. Rồi. Đây. Này là 650W nha. Này có 650W nên bộ này là tới 680W lận. Bộ này cũ rồi. Bộ này cũ. Không, cái phiên bản cũ thôi, chứ bộ này mới bộ mới nha. Phiên bản cũ thôi. Đó, phiên bản cũ là 650W thôi, bây giờ bằng giá luôn đi. À, anh em nào mua thôi tính 750 hết. 750 hết nha. Ở trong khi đó cái bộ này giá niêm yết của công ty nó mắc tiền hơn nha mấy anh. Giá cũ là tới 1.100.000 luôn á. Mắc tiền hơn. Do này phiên bản cũ nè. À, về công ty nó về mã mới thì không có ấy, thì giờ mới thanh lý nè, chứ khi mà cập nhật mã mới về mã cũ mình không bán được là cũng thua. 750k à, thôi giờ tính bộ này rẻ hơn đi mấy anh em ơi. 720k ha. Đó, một bộ nhất mấy anh em ơi, một bộ ha, giảm là tới 300.000 luôn á, hơi bị nhiều. Rồi kế tiếp, mấy hôm nay thì anh em mua cái bộ này nhiều nè. Mấy hôm nay anh em mua cái lam này nhiều. Đây là một cái lam xích mà giá cực kỳ rẻ luôn, xíu mà so về cái phân khúc. Đây là một cái cưa xích 12 inch. Nha, 12 inch là cái dài nó lam 3 tấc á, nhưng mà anh em đo tới đây khoảng 2 tấc mấy. Giá chỉ có 780.000 cho cái thân thôi. Cái dòng này nó vừa có châm dầu. Rồi nó sẽ vừa tăng, nó có vừa châm dầu ha. Mấy dòng giá rẻ trước nó không dầu đâu mấy anh em. Có dầu nè, rồi tăng xích nằm ở đây. Tăng xích ha. Ở đây là khóa lam nè. Ha, xả ra là tăng này lên nha. Đó, tăng xích, tăng lên nè. Đó. Cứng rồi ha. Rồi lóc lại, tăng xong rồi lóc lại. Ok. Động cơ không chỗ than. Giá chỉ có 780, con này cắt ngọt cực kỳ luôn anh em.
À, cỡ như hổm cái cây mà anh em có mình cái video mình xài cái này không á, cắt nó ngọt cực kỳ luôn, giá 780 thôi, động cơ không chỗ than nha, cái công suất nó tương ứng với lên tới 1.200W đó, dùng chân pin Makita. Cái dòng này là của Yamasu mấy anh, Yamasu. Thì mấy hôm nay thì anh em nào mua cái này thì cái này bán cũng có cái chục con rồi đó, không ít đâu, chục con đó. Cái hàng này mới về mà, đâu phải hàng hàng lâu nè, mới về chừng trong chừng tháng này thôi mà qua cửa hàng mình chưa được tháng nha. Rồi ok ha, giá là chỉ có 780k thôi đó. Anh em xài liên xích đó, thì anh em nên xài những cái pin nó theo nó lớn lớn xíu nha. Em nghe cái tiếng máy nó mạnh ghê chưa, cái này xẻ cái khúc gỗ cực kỳ ngọt ngọt xớt luôn, tiếng máy rất là mạnh. 8.300 vòng phút anh em ơi, tốc độ quay motor á, 8.300 vòng phút, nghe tiếng máy cực khỏe luôn. Hay bao nhiêu anh em khoái dòng này lắm. Rồi giá chỉ có 780.000 thôi, thân máy nha, thân máy. Rồi mình qua con đó thì không có trong cái chương trình khuyến mãi mấy anh em. Đây cuối video nhắc lại cái chương trình của bên Toyoko, cái đó mình nghỉ. Anh em nào mà mua cái bon bu lông 200 quên 500 new, giá là 2.090.000, một máy 2 viên pin 4A 1 sạc, con bu lông anh em. Con này á, nhiều anh em á, không có thử mà cứ nghe tiếng máy nè, cái máy bu lông chạy im quá, cái nói là bu lông nó yếu nó phải nha, phải cái bu lông nó vậy đó nha. Số 1 nè, số 2 nè, số 3 nè, bu lông anh em mạnh hay không đưa vô anh bắn nó mới biết được nha, tại cái tốc độ nó quay nó kèm theo cái lò xo nén và cái búa bên trong, búa nó chưa dập thì làm sao mình biết nó mạnh hay yếu được nha, chỉ nghe tóc thì không là không biết được. Rồi bu lông 500 new, 550 new chứ lộn, có 3 cấp, số 1 là 300 new, số 2 là 400, số 3 là 550 new, giá chỉ có 2.090.000 thôi nha. Là anh em được tặng cái gì, một anh em chờ xíu, một là cái thân miễn dịch, cái thân này thì hãng nó hết hàng rồi nha, bên cái hàng mình đang chạy cho anh em thôi, số lượng còn, nói chung là cái bộ bu lông này mình còn 3 bộ là hết chương trình anh em, à 3 bộ là hết hết chương trình, còn sau đó nữa thì có mấy cái khác thì mình báo anh em sau. Đây ok ha, một là tặng cái thân băng dít này luôn cái thùng, là anh em mua 2090 là được hai cái này đấy, hai này về đó, 2090 được hai đó, hoặc là anh em một cái con khoan này đây, hoặc là anh em một cái con khoan này nguyên một bộ luôn. Con khoan này anh em mua không là 830.000 nha, khoan 16 ly đấy, đây anh em đó nha. Con này anh em mua không là 830k, đầu kẹp 10 ly, 3 chức năng, có búa, động cơ không có than, nhỏ nhắn luôn. Một máy 2 pin 1 sạc. Một máy 2 pin 1 sạc ha, giá là 830 cho con này, trong khi chương trình này mua cái bộ dưới là 2090 tặng luôn con khoan này. Vậy tính ra cái con bu lông anh em trừ cái giá tiền ra đâu nhiêu tiền đâu, có đồ nghề nữa nè, có đồ chơi nè. Đây. Mũi khoan, mũi vít, đồ bẻ cong nè ha. Rồi. Ok nha. Đấy. Còn em mua lẻ là 830k, còn muốn tặng thì mua cái con bắn vít 2090 là được tặng, hoặc là một cái con này, đây, hoặc là con này, đây là con bắn vít cấp trượt, con vít cấp trượt này, anh em mua con vít cấp trượt này không, giá là 790.000 nha mấy anh. Một máy 2 pin 1 sạc, pin là pin 16.8 ha. Đây rồi, ngồi lại nè. Thực ra nó là một con máy khoan đó, mà bỏ đầu cái khoan đi, gắn đầu ống vít vô, dùng cấp trượt nè đó, ok nha đó. Nó ngược cái chỗ bên kia, nó không có cái đầu, đầu hơi ngắn, cầm nó hơi cực anh em ha. Đó rồi, con này anh em mua không là 690.000, một máy 2 pin 1 sạc, trong cái chương trình này được tặng miễn phí khi mua cái máy bu lông 2090 nha. Mấy chương trình tặng này được chạy cuối tháng 8 đó mấy anh, nhưng mà tùy theo số lượng nha, chương trình cuối tháng 8, nhưng mà tại sao cái số lượng còn hay hết ha.
Rồi hết rồi đó, mấy anh em đang có nhu cầu dòng sản phẩm nào thì liên hệ số điện thoại bên dưới mua hàng nha. Giá mình giá tại cửa hàng chưa gọi ship. Còn cảm ơn anh em đã xem video ha. Quên, còn cái đây, nhắc lại cái này nữa. Đây đây đây, nằm ở đây nè, không thấy. Đây là cái thân Hukan nha. Đó, anh em nào muốn thân này giá 39 nè, tặng cái bình bình nước. Anh em, không quên cái này, cái cuối cùng không giới thiệu. Đây, thân bu lông vừa ăn dính luôn nè, 390.000 tặng cái bình nước. Thân bu lông này 320 niêu nha. Nó cũng có động cơ không trở than rồi, nó cũng có chỉnh số 1, số 2, số 3 nằm ở đây. Đó. Nhưng mà cái combo này anh em nào đang có chương trình á, anh em nào mua cái bộ này thì anh em muốn mua thêm một pin một sạc á thì mình hỗ trợ anh em, giá chỉ có 290.000 thôi. Một viên pin 4A Tuco một sạc. Mua cái bộ này 390, mua thêm cái này giá chỉ có 290 thôi. Bình thường cái bộ này anh em mua không có giá đâu nha, bình thường mua cái này không tới 400 mấy lần. Nhưng cái chương trình này là cái chương trình tặng mua thân máy đi kèm theo bộ pin sạc của Tuco. À, ngoài ra thì anh em mua thân của Yamasu hoặc là thân của Fun ha, hoặc là thân của ông nào đó ta, Hukan đó, thì sẽ được tạo được mua một cái cặp pin đó là 290. Đó, anh em nào mua cái thân bất kỳ thôi mà pin 20V nha, chứ mua 16 là không có được nha. Mua thân đó, của pin 20V nha, của bất kỳ ba hãng đó, đó trừ ông Tuco ra, thì anh em sẽ được mua cái bộ đó với giá chỉ có 290.000 thôi. Rồi ok nha, hết chương trình rồi đó. Rồi, cảm ơn em á, xin chào và hẹn gặp lại.